Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị địa phương đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Tăng cường đảm bảo an toàn, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông mùa mưa bão. Trong phần tin thế giới, Phần Lan và Thụy Điển tham gia tập trận chung với NATO. Hôm nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc. Biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, thảo luận ở hội trường về tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Chương trình làm việc của Quốc hội. Đa số các đại biểu đều nhất trí cao với tờ trình của Chính phủ, báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo nghị quyết số 38 của Quốc hội và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm đóng góp ý kiến đó là xác định cơ chế đầu tư và nguồn vốn để thực hiện hơn 170 km còn lại trong dự án đường Hồ Chí Minh, hoàn thành lối giao thông toàn tuyến. Đại biểu Âu Thị Mai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tham gia thảo luận tại hội trường về nội dung này. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, trước tiên tôi thống nhất với tờ trình của Chính phủ, báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo nghị quyết số 38 của Quốc hội và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh trong giai đoạn tiếp theo. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, chưa thông toàn tuyến hiện còn 3 dự án thành phần với 171 km, trong đó là đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn và đoạn Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Cao, Vĩnh Thuận, đề nghị Chính phủ đánh giá rõ hơn những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến việc chậm trễ này. Kính thưa Quốc hội, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang dài khoảng 28,5 km, được phê duyệt dự án tại quyết định số 1288 ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải, nhưng đến nay chưa triển khai xây dựng. Trong đó đáng quan tâm hơn, trong đoạn tuyến này còn 16,6 km là đường đất, không có đường song hành, nền đường nhỏ hẹp, độ dốc lớn và mùa mưa giao thông bị chia cắt, gây ách tắc, nhân dân đi lại hết sức khó khăn. Đặc biệt, trên đoạn tuyến đi qua địa phận địa bàn xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, hiện có gần 700 hộ gia đình và gần 3.500 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đoạn tuyến này còn kết nối với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, nơi mà Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 13 trên 14 bộ, ngành, 65 cơ quan trung ương đã ở và làm việc lãnh đạo toàn quốc kháng chiến. Với ý nghĩa chính trị và giá trị to lớn của lịch sử, hơn nữa đây là dự án quan trọng quốc gia duy nhất mang tên Hồ Chí Minh. Tôi kính mong Quốc hội, Chính phủ quan tâm sớm triển khai thực hiện dự án, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân. Kính thưa Quốc hội, tôi đồng tình cao với 4 nhóm giải pháp và các kiến nghị đề xuất tại tờ trình số 157 của Chính phủ về tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 66 của Quốc hội khóa 13 về triển khai thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh. Đề nghị Quốc hội xem xét thông qua các nội dung và đưa vào nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Đề nghị Chính phủ xác định rõ mục tiêu, cân đối nguồn lực, bố trí nguồn vốn thích hợp và quyết tâm chỉ đạo hoàn thành các dự án thành phần còn lại trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn để hoàn thành 3 dự án đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Cao, Vĩnh Thuận, chủ động tích cực và tập trung triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ và yêu cầu của Quốc hội, bàn giao kịp thời cho các địa phương và tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả công trình, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trước đó trong phiên thảo luận tại tổ vào buổi sáng, thảo luận tại tổ 9 gồm các tỉnh
Tuyên Quang, Hà Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ ủng hộ và cho rằng việc triển khai xây dựng các dự án vành đai và cao tốc là hết sức cần thiết, đáp ứng mong muốn của cử tri ở nhiều địa phương quanh các khu vực này. Khi xây dựng các tuyến đường sẽ tạo đột phá quan trọng gắn phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh và tăng kết nối vùng, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế. Các đại biểu cũng đưa ra ý kiến về việc kết hợp giữa nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương là cần thiết, bởi đây đều là các dự án kết nối vùng có tầm quan trọng cao, có tác động mạnh đến việc tạo ra nguồn lực cho những khu vực liền kề và phải rà soát kỹ các dự án có thể thực hiện ngoài nguồn vốn nhà nước. Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra một số kiến nghị về việc các dự án lớn và những địa phương có đường cao tốc đi qua đều đang gặp một số khó khăn vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng. Và để tháo gỡ, trước hết từng địa phương phải tính toán các phương án giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công công trình. Việc triển khai các dự án cũng phải đảm bảo thủ tục chặt chẽ. Cũng trong sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022. Dự khai giảng có Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và gần 300 học viên. Phát biểu khai mạc lớp học, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức với cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia tổ chức thực hiện quy định số 164 ngày 1 tháng 2 năm 2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và cũng là sự quan tâm đặc biệt của tỉnh Tuyên Quang cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Khóa học sẽ cung cấp những nội dung quan trọng, đặc biệt là những kiến thức mới về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, năng lực thích ứng cho học viên, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng trong bối cảnh hiện nay. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, Đảng luôn đặt sự quan tâm với công tác cán bộ, xem cán bộ là cái gốc công việc, là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng. Chính vì vậy, tỉnh Tuyên Quang đã xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng được tiến hành thường xuyên. Tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo bài bản phù hợp với tình hình thực tiễn và hiệu quả. Nổi bật là việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo quản lý của tỉnh, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, quy định tiêu chuẩn các chức danh, vị trí việc làm, đề án xây dựng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, đề án thí điểm thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, quy định giao việc đột phá cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thường xuyên rà soát và cử cán bộ tham gia đào tạo bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn cán bộ gắn với chức vụ, chức danh, quy hoạch và nhu cầu sử dụng cán bộ. Lớp học hôm nay nhằm bổ sung cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo quản lý điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội, năng lực tổ chức đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí yêu cầu các học viên tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác, làm rõ các vấn đề mới phức tạp phát sinh tại cơ sở, liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn để phục vụ công việc. Lớp học được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 6, gồm 12 chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối đối ngoại, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, cán bộ, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Về hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nhờ phát huy tốt tiềm năng lợi thế, thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế trang trại, những năm gần đây, đời sống của người dân xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn đã có nhiều khởi sắc. Điều này cho thấy địa phương đã có những cách làm sáng tạo hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Nổi bật nhất của địa phương này chính là phát triển kinh tế lâm nghiệp. Trong tổng số hơn 3.000 hecta rừng trồng thì đã có gần 2.000 hecta đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Trồng rừng đã trở thành phong trào phát triển kinh tế hộ ổn định, vững chắc. Phát huy lợi thế trong lĩnh vực này, cùng với các cơ chế chính sách của tỉnh, người dân xã Trung Sơn đã đầu tư 23 xưởng bóc ván ép và gỗ răm. Bình quân mỗi cơ sở sản xuất tạo việc làm cho 15-20 lao động, thu nhập đạt từ 6 đến 7 triệu đồng trên một tháng. Đây là địa phương có nhiều xưởng chế biến bóc ván ép và gỗ răm nhiều nhất so với các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Để tạo việc làm cho người dân ở trong vùng thì gia đình chúng tôi cũng
mở một cái xưởng bóc chế biến gỗ, tạo việc làm cho trên 10 lao động ở địa phương, có mức thu nhập trên 6 triệu trên một người. Phát triển chăn nuôi đại gia súc cũng là một trong những thế mạnh của địa phương này. Từ việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi mà nhiều hộ gia đình đã có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Gia đình bà Đặng Thị Sinh, thôn Lành Chạp, trước đây chỉ nuôi từ 1 đến 2 con trâu. Nhưng từ khi được vay nguồn vốn ưu đãi, gia đình bà Sinh luôn duy trì nuôi 7 con trâu. Bình quân mỗi năm xuất bán một cặp, mang lại nguồn thu nhập không nhỏ. Mỗi năm là cứ bình quân là cứ phải từ 6-7 con rồi lên. Nhưng mà vừa rồi thì bán được 3 con thì tính khoảng gần 100 triệu. Cấp ủy chính quyền địa phương xác định mục tiêu khai thác tiềm năng thế mạnh của mình, tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cái đăng ký các cái giống chất lượng cao để đưa vào sản xuất, tập trung vào phát triển các cái dịch vụ, các tổ hợp tác liên kết sản xuất từ chế biến đến tiêu thụ, cho người dân thay đổi cuộc sống, làm giàu từ rừng. Mục tiêu của xã là tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng chất lượng cao, chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc biệt là tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để đến năm 2025 trở thành thị trấn trung tâm các xã vùng ATK của huyện Yên Sơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị địa phương đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Tăng cường đảm bảo an toàn, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông mùa mưa bão. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng tình hình kinh tế xã hội nói chung và thu hút đầu tư của huyện Sơn Dương vẫn thu được những kết quả tích cực khi có 21 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc nghiên cứu, lập dự án với tổng số vốn đầu tư khoảng trên 5.000 tỷ đồng. Trong thời gian tới, địa phương này đã có những giải pháp gì để tiếp tục là điểm đến thu hút các nhà đầu tư? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Hải Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương về vấn đề này. Trước hết xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những kết quả mà huyện Sơn Dương đã đạt được trong việc thu hút đầu tư. Huyện Sơn Dương trong thời gian qua cũng đã tích cực thu hút các dự án đầu tư vào trong huyện. Đến nay thì trên địa bàn huyện thì có hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó thì riêng 2021-2022 thì huyện đã thu hút được 21 dự án đầu tư với số vốn là trên 5.000 tỷ. Thì những cái dự án đó thì có cái tác động rất là tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đặc biệt là những cái dự án đầu tư có vốn đầu tư từ nước ngoài vào trong huyện, nó làm cái động lực để cho các doanh nghiệp trong huyện phát triển theo. Ở đây thì những cái dự án trong địa bàn huyện ấy thì có dự án phát triển công nghiệp, dự án phát triển về nông lâm nghiệp, dự án phát triển dịch vụ thương mại, nó trải dài, trải đều trên các lĩnh vực. Do vậy mà cái thu hút đầu tư của huyện ấy nó sẽ có tác động rất lớn cho phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian tới thì huyện sẽ triển khai những cái giải pháp gì để Sơn Dương thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư? Để mà triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện được thuận lợi, cũng như có những cái giải pháp thúc đẩy nhanh cái tiến độ đầu tư của các dự án, thì huyện có những cái giải pháp rất là căn cơ và bài bản. Thứ nhất đó chính là cái công tác quy hoạch các cụm khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Đây là cái nền tảng để các nhà đầu tư vào đầu tư đúng địa bàn, đúng cái nội dung trọng điểm, những cái ngành nghề đầu tư. Khi chúng ta làm tốt cái quy hoạch sử dụng đất, chúng ta tạo được cái mặt bằng sạch. Ở đây chúng ta có hai cái, một là công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ cho công tác giải phóng mặt bằng, làm sao để cho nhà đầu tư có mặt bằng sớm nhất, nhanh nhất, và khi triển khai thì những cái thủ tục liên quan đến đất đai được người dân đồng thuận. Huyện đã tập trung là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Ở đây thì về cải cách thủ tục hành chính ấy, thì huyện đã thành lập cái ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cấp huyện. Ở đó thì đã giao cho các phòng ban
xây dựng chi tiết những cái nội dung công việc cần phải làm để thực hiện những cái công tác về thủ tục hành chính nhanh, gọn và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thay đổi cái thái độ của cán bộ công chức đối với cả cách tiếp cận các công việc. Chúng ta tạo một cái môi trường làm việc là thân thiện, cởi mở, cũng như là có cái sự kiến tạo để nhà đầu tư thấy được là đây là một môi trường là hoạt động đầu tư đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tạo một cái môi trường đầu tư thật sự an toàn cho nhà đầu tư, an toàn về đồng vốn, an toàn về trong quá trình sản xuất. Huyện coi nhà đầu tư đến đầu tư trên địa bàn huyện Sơn Dương có phát tài thì huyện Sơn Dương mới phát triển. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn. Với những việc làm cụ thể thiết thực, nhiều địa phương, cơ quan đơn vị đang tập trung thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Xây dựng 3 tuyến đường mẫu là mục tiêu mà xã Như Khê đặt ra trong năm nay. Để làm được việc này, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã cùng tham gia các phần việc như vệ sinh môi trường, trồng tuyến đường hoa. Hoạt động bao cùng của đảng viên, cán bộ trong xã với nhân dân tại các thôn thường xuyên được tổ chức vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai đã có tác động tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại cơ sở, nhất là tạo dấu ấn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí về môi trường. Cán bộ xã và tất cả cán bộ và các cấp xuống cùng với bà con nhân dân để thực hiện cái chương trình làm đường mẫu này thì tôi cảm thấy cái ý nghĩa nó rất là thiết thực và cũng bà con nhân dân cũng rất phấn khởi. Tập trung vào cái nội dung thực hiện ba cùng là xây dựng các tuyến đường mẫu. Chúng tôi sẽ ngoài cái việc mà xây dựng các cái cơ sở vật chất rồi phát triển kinh tế của thôn thì còn là cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, chỉnh trang nhà cửa rồi đường xá phong quang xanh sạch đẹp để nhằm mục đích năm 2022 xã chúng tôi sẽ về đích nông thôn mới. Thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương. Đặc biệt là trong phát huy vai trò của các đoàn thể trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, phù hợp với phong tục tập quán của từng khu dân cư. Nhiều việc làm hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở đã được các cơ quan đơn vị, các xã trên địa bàn tỉnh thực hiện, trong đó tập trung vào nâng cao các tiêu chí thu nhập, môi trường, cơ sở hạ tầng để tạo đà trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động văn phòng tỉnh ủy về công tác dân vận, tạo sự gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, chia sẻ với những khó khăn, cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tại địa phương cơ sở. Nhiều hoạt động hướng về cơ sở đã góp phần giúp các địa phương đẩy nhanh quá trình thực hiện bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với người dân, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Mùa mưa năm nay đến sớm hơn mọi năm và đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương trong tỉnh, trong đó có hệ thống đường giao thông. Do đó, tăng cường đảm bảo an toàn, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường cần tiếp tục được ngành chức năng và các địa phương quan tâm chú trọng. Phản ánh của phóng viên Mục An toàn Giao thông. Trận mưa lớn ngày hôm nay tiếp tục gây ra nhiều điểm ngập úng. Tại khu vực ngã ba đường Vinh Thanh, tiếp giáp với đường Trường Chinh thuộc tổ 15 phường Tân Hà và tổ 2 phường Nghĩ La đã xảy ra ngập úng cục bộ. Do thời điểm mưa lớn kéo dài trong đêm đã ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện qua lại khu vực này vào sáng sớm. Tuyến đường Trường Chinh vừa mới được nâng cấp cải tạo, nền mặt đường thoáng rộng nhưng vào thời điểm những ngày có mưa lớn, lượng nước mặt chảy qua khu vực không kịp tiêu thoát, gây ngập úng cục bộ, làm mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các phương tiện. Trên tuyến quốc lộ 2, đoạn chạy qua thôn Tân Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, do hệ thống cống thoát nước không phát huy hết chức năng nên sau mỗi trận mưa lớn gây ngập úng cục bộ như thế này. Đặc biệt, điểm ngập úng rộng lấn chiếm phần lớn diện tích lòng đường nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới các phương tiện qua lại. Là tuyến giao thông huyết mạch nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất lớn. Việc ngập úng tại khu vực này không chỉ gây nhiều khó khăn cho các phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Đi qua đấy nước có đôi lúc ngập đến bằng đầu gối rồi, các chỗ tôi bảo tôi đi nhìn ra đấy, tôi nhìn các con cháu nó đi học hành khổ lắm,
có đôi lúc phụ huynh đưa con cháu đi ô tô qua một phát nó té lên đi hết cả một tháng còn chưa khô cái đoạn đường này. Lúc nào nước nó trời nó tạnh rồi nhưng mà trên nó nước nó vẫn cứ chảy về thôi mà. Khi mưa to thì tình trạng ngập úng nó cũng tương đối lâu, nước không thoát kịp, bà con đi lại vất vả khó khăn. Nếu mà người đi bộ đi qua khả năng là đi bộ là hơi khó khăn. Xe máy đi qua thì cứ phải đợi lúc nào mà ngớt ô tô đi thì mới dám đi. Dự báo trên địa bàn tỉnh mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 12 tháng 6. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6, mưa dông diện rộng trên địa bàn tỉnh sẽ dao động từ 10 đến 40mm, có nơi lên tới 70mm, nên việc sớm khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ trên các trục đường giao thông cần được các địa phương quan tâm nhằm đảm bảo an toàn cũng như bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, các địa phương cần chủ động cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường ngang sông, suối khi mực nước lớn, đặc biệt là các trục đường giao thông nông thôn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, vừa được khai thông trở lại thời gian chưa lâu, thì đến sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 6, mưa lớn lại tiếp tục gây sạt lở đường tránh tạm, nơi đang thi công cầu tại thôn An Thịnh, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lưu thông của các phương tiện qua lại. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vừa được khắc phục sau trận mưa lớn đợt cuối tháng 5 vừa qua, và đưa cái tuyến đường từ Phúc Thịnh đi Trung Hà trở lại hoạt động, thì vào sáng nay sau một đợt mưa lớn kéo dài thì toàn bộ cái tuyến đường qua suối tại thôn An Thịnh, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa lại bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc và ảnh hưởng đến lưu thông trên toàn bộ tuyến. Khu vực đường dẫn tạm qua suối thuộc thôn An Thịnh, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa cũng là điểm đã bị nước lũ chia cắt trong đợt mưa lớn cuối tháng 5 vừa qua. Mặc dù đã được khắc phục và các phương tiện được lưu thông trở lại, nhưng do mưa lớn vào rạng sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 6, nước đã cuốn trôi toàn bộ nền đất đá đã được các đơn vị xử lý, gây chia cắt tuyến đường trên. Bước vào mùa mưa năm nay, tại đây tình trạng này thường xuyên diễn ra khi có mưa lớn kéo dài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và đi lại của nhân dân địa phương. Bước vào mùa mưa bắt đầu từ năm nay, là đợt này là đợt thứ tư rồi, bị sạt lở như này rồi. Đây là cái tuyến trục chính của từ Phúc Thịnh, Tân An, Hà Lan và Trung Hà. Cho nên là nếu mà cứ lũ lụt như này là thiệt hại rất nhiều. Xe ca sẽ không đi nổi nữa rồi. Trên địa bàn xã Tân An thì có một cái cây cầu hiện nay đã bị lũ sạt lở gây ách tắc, người dân không thể đi qua lại được. Và trong những cái ngày mưa lũ thì ban chỉ huy quân sự xã cũng thường xuyên túc trực tại cái điểm cầu để hướng dẫn nhân dân đi đường vòng tránh, không đi lại, tránh gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Trước dự báo mưa lớn còn kéo dài cho những ngày tới, để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, chính quyền xã Tân An đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thông báo phân luồng giao thông qua khu vực trong những ngày tới nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, công đoàn khắp nơi trên cả nước đã và đang lấy ý kiến công nhân, người lao động về các vấn đề quan tâm nhất nhằm đề xuất chương trình đối thoại gặp gỡ giữa công nhân với Thủ tướng. Trong đó có các kiến nghị đều xoay quanh những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động, từ nhà ở, nhà trẻ, sinh hoạt văn hóa đến việc đào tạo nâng cao tay nghề, chính sách động viên trong lao động sản xuất. Làm công nhân đã 10 năm. Song đến nay gia đình anh Dương Văn Công với 5 thành viên vẫn thuê căn nhà trọ cấp 4 tại gần khu công nghiệp. Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng chưa đầy 15 triệu. Anh chị phải chất chiêu mới đủ tiền nuôi hai con ăn học, chứ chưa thể nghĩ tới việc mua nhà. Nếu mà thuê một phòng thì rất chi là chật hẹp, không ở được. Nếu mà thuê hai phòng thì số tiền nó sẽ gấp đôi lên. Rất chi là gặp rất chi nhiều khó khăn. Hiện lực lượng công nhân đang chiếm 14% dân số và 27% lực lượng lao động, đóng góp 70% vào ngân sách nhà nước và 65% GDP. Sau 5 lần Thủ tướng Chính phủ đối thoại với hàng vạn lao động đại diện cho giai cấp công nhân trên toàn quốc, rất nhiều chính sách từ tiền lương, bảo hiểm, y tế, giá điện nước đã được lắng nghe, xem xét và cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vẫn còn nhiều vấn đề cấp bách như nhà ở cho công nhân chưa được giải quyết triệt để. Theo thống kê, hiện cả nước mới có 2.580.000 m² nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, đủ bố trí cho khoảng 330.000 người lao động. 70% người lao động ở một khu công nghiệp là di cư đến.
nên như vậy là nhu cầu rất là cao. Thế thì khi không thể thuê nhà và không thể ở trong những cái điều kiện góp phần tái tạo sức lao động thì làm sao? Thì cái sức lao động sẽ bị ảnh hưởng. Với chủ đề Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước, hy vọng những tâm tư nguyện vọng của người lao động tại cuộc gặp gỡ với người đứng đầu chính phủ tới đây sẽ được quan tâm giải quyết, qua đó động viên họ tiếp tục nỗ lực trong lao động sản xuất, cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thủ tướng Australia đang có chuyến thăm Indonesia và hôm nay đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Widodo. Chuyến thăm diễn ra chỉ hơn 2 tuần sau khi Thủ tướng nhậm chức, thể hiện tầm quan trọng của Indonesia trong chính sách đối ngoại của Australia cũng như trọng tâm của chính phủ mới hướng đến khu vực Đông Nam Á. Chuyến thăm Indonesia đánh dấu chuyến thăm nước ngoài thứ hai của ông Albany kể từ khi ông trở thành Thủ tướng Australia sau khi ông tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ ở Tokyo vào cuối tháng 5, tháp tùng Thủ tướng có Ngoại trưởng Australia và Bộ trưởng Thương mại. Phát biểu với báo giới sau khi đến Australia, Thủ tướng Albany cho biết ông không chỉ muốn tăng cường quan hệ với Indonesia mà còn trên toàn khu vực Đông Nam Á, nhấn mạnh vai trò của trung tâm ASEAN. Theo Thủ tướng Albany, chuyến thăm sớm của đoàn đại biểu cấp cao Australia thể hiện tầm quan trọng của Indonesia, nước láng giềng gần gũi trong chính sách đối ngoại của nước này. Chính phủ mới quyết tâm có mối quan hệ tốt hơn trên toàn khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thủ tướng Albany cho biết mong muốn thảo luận các vấn đề thương mại, kết nối người dân, viện trợ nước ngoài, an ninh và các hành động chung để chống biến đổi khí hậu trong chuyến thăm tới Indonesia. Ả Rập Xê Út đã tăng giá dầu hợp đồng dài hạn tại thị trường châu Á trong bối cảnh nhu cầu tăng cao sau khi các nước gỡ bỏ hạn chế chống dịch COVID-19. Kể từ tháng 6, tập đoàn năng lượng quốc doanh Ả Rập Xê Út Aramco tăng giá dầu thô tại châu Á thêm 2,1 đô la Mỹ một thùng lên mức 6,5 đô la Mỹ một thùng. Ả Rập Xê Út là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới. Từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, nước này đã tăng giá các đơn hàng dầu được bán theo hợp đồng dài hạn. Giá dầu thô thế giới cũng tăng hơn 5% lên gần 120 đô la Mỹ một thùng. Vào ngày 2 tháng 6, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng đã nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu thô lên 648.000 thùng một ngày trong tháng 7 và tháng 8. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá mặt hàng này leo thang và Liên minh châu Âu vừa thông báo lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Theo đó, các bộ trưởng của OPEC cộng nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường cân bằng và ổn định với dầu thô và các sản phẩm tinh chế. Ấp Xê Út đã chuyển hơn 6% lượng dầu thô xuất khẩu của mình sang châu Á. Hôm nay mùng 6 tháng 6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 23 về việc chủ động ứng phó xả lũ thủy điện kết hợp với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Thực hiện công văn số 290 ngày 4 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, dự báo ngày hôm nay mùng 6 tháng 6, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ. Từ đêm nay mùng 6 tháng 6 đến hết ngày mai, ngày mùng 7 tháng 6, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80mm trên 24 giờ, có nơi trên 120mm trên 24 giờ. Mưa dông diện rộng trên địa bàn tỉnh có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11 và ngày 12 tháng 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, nơi có địa hình dốc, địa chất kém ổn định và ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven sông suối. Cảnh báo cấp độ rủi ro do thiên tai mưa lớn lốc sét cấp 1. Trên sông Lô, mực nước dao động theo điều tiết của Hồ Thủy Điện. Mực nước ngày dao động từ 0,49 đến 1,25m. Thủy điện Tuyên Quang vẫn tiếp tục xả lũ với lưu lượng khoảng 1.800 m khối trên giây. Đề phòng sạt lở đất ở khu vực có địa chất kém ổn định, sụt lún và ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, các huyện có nguy cơ cao, Na Hàng, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ngập lụt cấp 1. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do xả lũ thủy điện Tuyên Quang kết hợp mưa lớn, lốc sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt có thể xảy ra,
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau. Tiếp tục thực hiện văn bản số 21 ngày 31 tháng 5 năm 2022 về chủ động triển khai các biện pháp xả lũ Hồ Thủy điện Tuyên Quang và theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin về mưa lũ và xả lũ thủy điện kịp thời cho các chính quyền, các cấp chính quyền nhân dân để chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời. Tổ chức kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông suối, các khu vực trũng thấp thường xuyên xảy ra ngập úng, đặc biệt đối với các khu vực sông suối hạ lưu thủy điện Tuyên Quang để sẵn sàng phương án ứng phó. Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác để kiểm soát giao thông tại các khu đường bị ngập, bến đò, cầu tràn để hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, các huyện, thành phố, hệ thống phát thanh cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất để giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức thực hiện trực ban nghiêm túc thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh theo địa chỉ trucban.tqa.gmail.com, số điện thoại 02073 823 759 để tổng hợp báo cáo theo quy định. Hết văn bản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai và chuyên mục khuyến nông Tuyên Quang.